10 cầu thủ xuất ngoại nổi bật của bóng đá Thái Lan. Cầu thủ Thái Lan xuất ngoại sớm so với Đông Nam Á, từ thập niên 1970, và cũng dẫn đầu về thành công. Witthaya Laohakul được thừa nhận rộng rãi là cầu thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu ở nước ngoài, khi khoác áo câu lạc bộ Nhật Bản Yanmar Diesel, nay là Cerezo Osaka, năm 1977-1978, ghi 14 bàn sau 30 trận. Sau đó, ông sang Đức thi đấu ở Bundesliga 2, với 33 trận cho Hertha Berlin, giai đoạn 1979-1981, rồi 54 trận cho Fanclub Sababert, 1982-1984. Sau đó, cựu tiền vệ sinh năm 1954 về nước thi đấu cho câu lạc bộ làm nên tên tuổi Rakracha. Năm 1986, ông trở lại Nhật Bản chơi 32 trận, ghi 6 bàn cho Matsushita, nay là Gamba Osaka. Laohakul giải nghệ một năm sau đó. Laohakul sau này làm huấn luyện viên ở cả Thái Lan và Nhật Bản. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan năm 1997 và 1998, rồi làm giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ 2016 đến 2018. Tiền đạo nổi danh Piyapong Pue-on là cầu thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu ở Hàn Quốc. Ở giai đoạn 1984-1986, ông chơi cho Lucky-Goldstar Fanclub, nay là Fanclub Seoul, ghi 17 bàn sau 34 trận, và làm đồng đội của cựu huấn luyện viên Việt Nam Park Hang-seo, cựu trợ lý huấn luyện viên Lee Young-jin. Ông giành chức vô địch quốc gia Hàn Quốc 1985, kèm danh hiệu ghi nhiều bàn nhất, 12, kiến tạo nhiều nhất, 6, và lọt đội hình tiêu biểu. Sau đó, cựu tiền đạo sinh năm 1959 thi đấu cho câu lạc bộ Malaysia Pahang từ năm 1986 đến 1989, với 70 bàn sau 61 trận. Piyapong nổi danh trong nước với 2 giai đoạn thi đấu cho Royal Thai Air Force, nay là Air Force United, là 1979-1984 và 1989-1997, với 393 trận và ghi 255 bàn. Ở cấp đội tuyến quốc gia, Piyapong là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 5 với 100 trận, ghi bàn nhiều thứ 2 với 70 bàn, kém Kiatisuk 1 bàn. Huyền thoại Kiatisuk Senmuang vẫn được tôn sùng là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. Ở cấp đội tuyến quốc gia, Kiatisuk là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, 71, và thi đấu nhiều nhất, 134 trận. Sự nghiệp xuất ngoại của ông qua 4 nước, lần lượt là Malaysia, Anh, Singapore và Việt Nam. Sau mùa 1998-1999 thi đấu cho Perlis, cựu tiền đạo sinh năm 1973 chuyển đến Huddersfield Town để trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên chơi bóng ở Anh. Kiatisuk về nước một mùa, rồi sang Singapore thi đấu cho Ametfor, nay là Uriel Fan Club, mùa 2001-2002. Năm 2002, khi 29 tuổi, Kiatisuk gia nhập Hoàng Anh Gia Lai trở thành vụ chuyển nhượng đình đám ở Đông Nam Á. Sự đầu tư mạnh mẽ của Bầu Đức giúp Hoàng Anh Gia Lai vô địch V-League 2 mùa liên tiếp 2003, 2004. Không những thế, nó mở ra con đường cho hàng loạt ngôi sao Thái Lan đến V-League, nổi bật có Totchawan Sipang, Dusit Chalerman, Daksangkon Thongla, Hoàng Anh Gia Lai, Borawo Simaka, Sarayut Chaikam, Bình Định, hay Thessak Chaiman, Ngân hàng Đông Á. Năm 2006, Kiatisuk giải nghệ ở Hoàng Anh Gia Lai, có thể coi là mốc kết thúc trào lưu cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam. Nối tiếp Kiatisuk sang Anh là tiền đạo Teerasil Dangda. Tháng 7 năm 2007, Dangda cùng Suri Sukha và Kiaprawat Saiwa được đến Manchester City thử việc, sau khi cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra mua lại câu lạc bộ. 4 tháng sau, cả ba ký hợp đồng nhưng được cho câu lạc bộ Thụy Sĩ, Rashop mượn. Dangda được chơi 6 trận cho đội dự bị ở giải hạng tư và ghi 2 bàn. Mặc dù không ra sân cho đội một Man City, Teerasil thừa nhận thời gian ở Man City giúp anh giỏi hơn. Tháng 10 năm 2018, khi giới chủ UAE tiếp quản Man City, bộ ba cầu thủ Thái được giải phóng hợp đồng. Đến tháng 2 năm 2014, Dangda chuyển đến Almeria theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ Muangthong, giúp anh trở thành cầu thủ Đông Nam Á và Thái Lan đầu tiên chơi ở La Liga, với 6 trận, cùng 4 trận ở Copa del Rey và ghi 1 bàn. Tháng 1 năm 2015, Teerasil trở lại Muangthong thi đấu tiếp 3 mùa. Sự nghiệp xuất ngoại của Dangda tiếp tục vào năm 2018, khi chơi 37 trận và ghi 7 bàn cho câu lạc bộ G1 Sanfrecce Hiroshima. Năm 2020, anh gia nhập Shimizu Spurs và ghi 3 bàn sau 24 trận. 10 năm sau thời Kiatisuk, bóng đá Thái Lan xuất hiện lứa cầu thủ xuất chúng, với đầu tàu mang tên Chanathip Songkrasin. Tiền vệ được mệnh danh lại Messi Thái E được xem là người tái mở đường cho cầu thủ Thái Lan sang Nhật Bản. Tháng 7 năm 2017, Chanathip chuyển từ Muangthong United đến câu lạc bộ V-League 1, J1, Consadole Sapporo với hợp đồng cho mượn 18 tháng. Với giá 500.000 đô la Mỹ, đến tháng 2 năm 2019, câu lạc bộ Nhật Bản mua Đức Chanathip với hợp đồng 5 năm trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ. Tiền vệ sinh năm 1993 thường xuyên đá chính với 123 trận và ghi 16 bàn. Năm 2018, anh được chọn vào đội hình tiêu biểu J1 và là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Consadole. Tháng 1 năm 2022, Kawasaki Frontale, khi ấy là đương kim vô địch J1, mua Chanathip với giá 3,8 triệu đô la Mỹ, kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ giữa các câu lạc bộ Nhật Bản khi ấy. Tuy nhiên, chấn thương nhiều khiến anh chỉ chơi 26 trận và ghi 3 bàn sau 2 mùa. Đến tháng 6 năm 2023, BJ Pathum United chi 2 triệu USD để mua lại 1 năm rưỡi hợp đồng và đưa Chanathip trở lại Thái Lan thi đấu. Nửa năm sau khi Chanathip đến J1, Theerathon Bunmathan cũng được Muangthong cho Vissel Kobe mượn 1 năm và lập tức chiếm suất đá chính. Ngoài 35 trận trên mọi đấu trường, Theerathon còn được sát cánh với 3 siêu sao thế giới đã qua thời đỉnh cao, gồm Lucas Podolski, David Villa và Andres Iniesta. Đến mùa 2019, hậu vệ trái sinh năm 1990 tiếp tục được cho mượn đến Yokohama F. Marinos. Trong 30 trận, Theerathon đá 25 trận và ghi 3 bàn ở J1, trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch quốc gia Nhật Bản. Tháng 1 năm 2020, Yokohama F. Marinos mua Đức Theerathon từ Muangthong với mức phí khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ. Anh chơi thêm 2 mùa với 64 trận ở mọi giải, trước khi về nước thi đấu cho Buriram United đến nay. Thủ môn Kavin Thamsak-Chanan cùng thế hệ với Chanathip và Theerathon. Sau 10 năm chơi cho Muangthong, anh chuyển đến câu lạc bộ hạng nhất Bỉ OH Leuven từ tháng 1 năm 2018 với hợp đồng 5 năm. Thủ môn sinh năm 1990 nhanh chóng chiếm suất bắt chính với 19 trận trong 9 tháng. Tuy nhiên, chấn thương chân khiến anh nghỉ thời gian dài, rồi mất vị trí chính thức. Tháng 2 năm 2020, Kawin chuyển đến Consadole Sapporo với hợp đồng cho mượn 1 năm. Anh ngồi dự bị 28 trận ở J1, thi đấu 2 trận ở J-League Cup trước khi trở lại OH Leuven, nhưng không thể có vị trí chính thức. Anh trở lại Thái Lan vào tháng 1 năm 2022. Lần lượt chơi cho Fanclub và Muangthong trước khi giải nghệ vào tháng 6 năm 2024. Thần đồng bóng đá Thái Lan Suphanat Mueanta, trái, cũng chơi cho OH Leuven từ mùa 2023-2024. Với 369 phút trong 14 trận và ghi 1 bàn. Đến mùa này, anh mới thi đấu 61 phút sau 2 trận. Hợp đồng giữa đôi bên sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Trước đó, Suphanat từng sang Leicester City tập huấn thời gian ngắn năm 2022 và 2023. Suphanat sinh năm 2002, đang giữ một loạt kỷ lục như cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại vòng chung kết U23 châu Á, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại AFC Champions League, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và thi đấu tại Thai League, cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Anh trưởng thành từ lò Buriram United, lên đội 1 từ năm 16 tuổi và đã ghi 32 bàn sau 143 trận. Anh ruột của Suphanat là Supachok Sarachat đang là cầu thủ Thái Lan gây ấn tượng nhất ở nước ngoài hiện tại. Tháng 7 năm 2022, Supachok được Buriram cho Consadole Sapporo mượn. Sau 7 trận với 93 phút và có 3 kiến tạo, Supachok gây ấn tượng đủ tốt để Consadole ký hợp đồng 5 năm. Mùa trước, Supachok chơi 26 trận với 1.250 phút và ghi 7 bàn. Đến mùa này, anh đã thi đấu 20 trận với 1.478 phút và ghi 2 bàn. Tuy nhiên, Consadole đang đối mặt nguy cơ xuống hạng khi đang đứng thứ 19 tại J1 với 26 điểm, kém vị trí 17-6 điểm trong khi giải còn 7 vòng đấu. Cầu thủ Thái Lan còn lại đang thi đấu ở J1 là Ikanik Pania. Tiền vệ sinh năm 1999 gia nhập Urawa Red Diamond từ tháng 7 năm 2023 với hợp đồng cho mượn từ Muangthong đến tháng 12 năm 2024. Sau 2 mùa giải, Icanic thi đấu 14 trận với 297 phút ở J1, 4 trận với 123 phút ở J-League Cup. Ở AFC Champions League 2023-2024, Icanic thi đấu 4 trận với 163 phút, ghi 1 bàn trong trận Urawa thắng Hà Nội Fanclub 6-0 ở vòng bảng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.